Chào mừng các bạn trở lại với kênh Windy in Korea. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách gắp ông già Noel. Để gắp ông già Noel, chúng ta cần chuẩn bị hai tờ giấy thủ công màu đỏ, hồ dán và một cây viết lông. Bây giờ mời các bạn gắp theo mình nhé. Trước tiên mình gắp đầu của ông già Noel. Gắp viền giấy lên khoảng 1cm. Bên đây cũng gấp lên khoảng 1cm. Ở đây gấp một góc tam giác khoảng 1cm. Lật ngược tờ giấy, xoay góc gấp sang trái. Giờ bé gặp cái nón của ông già Noel. Tiếp theo mình gấp cái mình của ông già Noel. Gấp viền giấy lên khoảng 1cm. Bên đây cũng gấp viền giấy lên khoảng 1cm. Dở ra, gấp chéo khoảng 2/3 chiều dài của đường ngang ở giữa. Gấp xuống đến khoảng phần nửa của phần màu đỏ còn lại. Giờ thì dán hồ cho phần nón gập xuống dính lại. Dán hồ
lên phần thân cho dính lại. Dán dính cái đầu lên phần thân của ông già Noel. Giờ thì mình vẽ mắt cho ông già Noel. Vậy là xong rồi đó các bạn. Các bạn có thể vẽ mặt theo ý thích nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Chúc các bạn ngày lễ vui vẻ và luôn dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau nhé. Xin chào tạm biệt.